là thống kê danh mục bản vẽ thì các bạn sẽ phải vào view này, thì trong đây nó schedule này, nó có phần thống kê ở đây là sheet list danh mục bản vẽ, thì mình sẽ thống kê những cái gì, ví dụ như là thống kê theo bộ môn này đấy, những cái xe parameter này, giai đoạn thiết kế này, hạng mục này, sheet name này và sheet number này. Đúng không? Ok. Bạn sẽ thấy đây không? Đúng không? Sheet list thì tôi ghi đây là danh mục bản vẽ. Cái này thì mình cứ thêm bản vẽ vào thì nó tự động nó cập nhật nhé. Thì đây nó có phần thống kê này, danh mục bản vẽ đưa vào đây. Mọi người thấy đưa đây nó hơi phiền phức này đúng không? Tí tôi sẽ cho nó gọn lại. Còn ví dụ thống kê cửa ở đây chẳng hạn. Tôi ghi đây là phần 08 chi tiết cửa. Đấy. Chọn này. Cái này giống nhau thì cho là phần 08 chi tiết cửa. Đấy. Thì nó dồn lại với nhau. Đấy, còn danh mục bản vẽ đây, các bạn sẽ thấy tự động nó sẽ thêm ở đây là phần chi tiết cửa thôi. Bây giờ mình sẽ lọc cái này vào topping này. Ví dụ mình lọc theo cái gì? Theo sheet number. Grand total đây tôi ghi là tổng số này. Bỏ cái vary item này. Này. Mọi người sẽ thấy đây nó có phần bìa là thiết kế cơ sở này. Là number này. Thì bây giờ tôi lọc theo cái gì? Tôi lọc theo sheet number thì là số thứ tự. Ví dụ như tôi lọc theo bộ môn này, bộ môn này thì nó sẽ có bộ môn kiến trúc và kết cấu, mọi người thấy không, này tích vào đây này, nó sẽ dài ra bộ môn kiến trúc và kết cấu đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta lọc vào đây là theo lọc gì, lọc theo hạng mục thiết kế, hạng mục này, hạng mục thì mọi người sẽ thấy đây hạng mục nó sẽ có là gì, là phần 1, phần 0, phần bìa, phần 1, tổng thể này đúng không. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ lọc là lọc theo bộ môn này, lọc tiếp theo thì giai đoạn thiết kế, à giai đoạn thiết kế thì vẫn là cơ sở rồi, cho chỉ hạng mục thôi và sheet number. Ok, thì mọi người sẽ thấy ở đây các cái phần này nó chưa được đưa vào này nha, tôi có thể ghi ở đây là phần 09, tôi sửa luôn trên này cũng được, chi tiết kiến trúc đấy. Mặt bằng tường xây tôi sửa ở đây thì đồng nghĩa với cả sheet nó nhảy theo nhé, không hiểu không, nó giống như Excel và link lại với nhau ấy, link lại với nhau ấy hả. Ừ. Nói chung là làm bài viết này nó là tiện nhất rồi. Đấy. Thì bây giờ mình nhảy, bây giờ tôi muốn là phần bìa bìa lót các thứ này, nó giống nhau như này này. Thì bây giờ tôi sẽ phải lọc theo ví dụ như là bộ môn kiến trúc, bộ môn kết cấu, bìa bìa lót. Đấy, phần bìa này ví dụ bộ môn này nó phải là bộ môn kết cấu. Thì phần bìa này, phần chung này nó phải là bộ môn kết cấu. Đấy. Phần tổng thể này. À đâu? Nó đang bị duplicate hết lên này nhỉ? À ok. Tôi hiểu rồi. Sorry các bạn, có nghĩa là chỗ này mình sẽ phải để là item very instance, nó chỉ có một thôi, hạng mục lót kiến trúc rồi danh mục bản vẽ thì nó ghi chú chung kiến trúc. Ok. Thì vấn đề bây giờ mình sẽ tách ra, tách ở phần hạng mục và tích vào header này. Ok. Thì bạn sẽ thấy đây nó ghi là phần 1, phần 2, phần 3 đúng không? Phần chung. Phần bìa này, phần chung, phần tổng thể này. Ví bộ môn này chọn này mình có thể hai đi được. Hai column là ẩn nó đi ấy. Nhưng giai đoạn thiết kế này mình cũng có thể ẩn nó đi. Hai column. Thì mình sẽ còn lại cái phần đây là hạng mục. Thì cái hạng mục này mình có thể ẩn đi hai column, thì nó sẽ chỉ còn lại là gì thôi, tên bản vẽ
ký hiệu bản vẽ, tên bản vẽ này. Mọi người sẽ thấy đây, nó sẽ chỉ còn lại như này thôi, nó sẽ có phần bìa, phần chung, danh mục bản vẽ như này. Mọi người thấy đấy không? Đây này. Mình muốn ngắt đôi bản vẽ thì kích vào giữa này, nó sẽ ngắt đôi ra nhỉ, ngắt ba cũng như vậy này, ta thể di chuyển được như này. Còn ta kéo này xuống thì kia nó tự như này, 24 bản vẽ. Mọi người thấy không? Thì tất cả cái tích ký tự ở đây ấy, này này, với phiên bản Revit mới 2022 thì là cái bản này ấy, nó có thể là gì, Ctrl X sang bên này, nó có thể ngắt được bản vẽ sang bên này, ngắt được bảng thống kê sang ấy. Còn những cái phiên bản trước không ngắt được, nên là khi chúng ta thống kê thép ấy, nó dài quá ấy, mình không ngắt được sang trang ấy. Nhưng mà thằng này thì bây giờ phiên bản mới 2022 này là Ctrl X này, Ctrl V này, là nó ngắt được sang và nó có thể cho vào nó thành liền được. Đấy, liền thì nó lại dài ra, ngắt lại. Thấy chưa? Vì các bạn sẽ thấy là các cái hệ thống thống kê về MEP ấy, cái phần thép ấy, nó sẽ rất là dài. Mà thống kê nó, công trình nó lớn quá, nó dài hết cả khung tên bản vẽ. Thì mình có thể cắt được. Hả? Ừ, như chủng loại chẳng hạn. Đấy. Thì mình có thể cắt được cái các cái đoạn này ra là đến đâu chẳng hạn. Đấy. Thì mình cắt ra từng đoạn một. Mình hiểu ý tôi nhỉ? Còn muốn nó vào với nhau như này. Kéo cái dựng này. Đấy, còn cỡ chữ ở đây thì chọn các cỡ chữ ở đây thì nó sẽ có hết cỡ chữ ở trong cái phần schedule ở đây. Chữ list này. Click vào đây. Schedule. Nó có phải phần modify. Đây, vào đây. Thì appearance này nó có phần schedule, outline này, cỡ chữ này. Ví dụ như cỡ chữ to nhất ở đây là text size border size này. Thì cái này là gì? Header là cái giữa thì nó rơi vào tầm khoảng 2.5 này. Cái này là nó chưa có text 2.5 này. Còn cỡ chữ text đây thì nếu mà mình muốn tạo text ấy, thì vừa lúc cái này nó bị out ra ngoài chứ không thì mình đã tạo được cái text cho nó rồi đấy. Cái text ấy, text là mình chọn này, cỡ chữ ở đây là bao nhiêu, 2.0 này. Ok, chọn đây là 2.0 và đây là 0.8 này. Ok rồi thì mình kích vào đây, vào trong đây thì nó sẽ có cái cỡ chữ đây 2.0 này. Ok mọi người, à đây, cái đấy là cái này nó sẽ phải đậm nhất là 3.5, còn cái nhỏ này 2.0 thì cỡ chữ này nó sẽ nhỏ đi, nó nhỏ đi nhỉ. Đây, cỡ chữ này cỡ chữ 2.0, không hiểu ý tôi không nhỉ?